Hello anh em, ngày đầu tháng 3 thì chúc anh em một cái tháng mới tốt lành. Ngày hôm nay thì em làm cái video tổng hợp nhanh tất cả các dòng xe đang có mặt ở showroom Việt Nhật nhé. Sẽ theo thứ tự cả hàng luôn chứ bây giờ đây anh em nhìn xe nhiều quá, bây giờ không biết từ con nào rẻ nhất, con nào đắt nhất nữa. Đây đầu tiên là Suzuki Swift này. Anh em nào hạng B chạy cái này tặng vợ là quá tuyệt vời luôn. Suzuki Swift biển tỉnh nhá, 2017. Chạy 4 vạn. Hiện tại giá đang chào bán là 430 triệu. Đấy, xe vừa về chiều tối hôm qua. Bên phải này thì mình có chiếc GLC này. Đây là GLC 300 2017 nhá. Biển số Sài Gòn, màu nâu, chạy 5 vạn rưỡi và hiện tại đang chào bán là 1 tỷ 760 triệu. Đấy, rất đẹp. GLC 300 vẫn thực sự vẫn là huyền thoại luôn đấy. Chạy dòng GLC này thì quá tuyệt vời luôn rồi. Một cái SUV cỡ nhỏ cho gia đình. Đây phía bên trái này thì dành cho anh em, cho các bác nào yêu cái dòng Camry này. Toyota Camry, đây là phiên bản 2.5Q màu vàng cát nhé. Hai xe được biển tỉnh 2013, chạy được 7 vạn 2. Và hiện tại thì đang chào bán là 715 triệu. Đây, Camry 2.5Q các bác nhé. 715 triệu. Rồi, một chiếc Serona. Serona này thì cũng chào cho anh em xem thôi chứ còn con này thì cũng đang có khách hàng người ta chuẩn bị đặt cọc mất rồi. Bây giờ đang tháo biển số để chuẩn bị sang tên rồi. Kia Serona này. Đây, phiên bản này là Dash nhá. 2017 màu đen, chạy 6 vạn 9. Máy 2.2, biển Hà Nội, 29LD, biển công ty nhá, công ty liên doanh. Hiện tại chiếc xe này thì đang chào là 855 triệu và sẽ xuất hóa đơn cho anh em được 660 triệu nhé. Xuất hóa đơn rất cao luôn đấy, chiếc Serona này màu đen này. Rồi bên cạnh Serona thì cũng là một mẫu 7 chỗ nữa. Một chiếc Toyota Innova, cũng biển công ty nhé, 29LD. Chiếc Innova này thì hiện tại là đăng ký và sản xuất 2018 bản 2.0 Innova cờ số tự động. Chạy được 6 vạn 8 rồi và hiện tại thì công ty đang chào bán là 725 triệu. Có xuất hóa đơn cho anh em là 530 triệu nhé. Đây, Innova G 8 chỗ ngồi số tự động 2018 màu xám. Một dàn 7 chỗ luôn anh em ạ. Đây, đây là chiếc khủng long bạo chúa rồi. Toyota Sienna bản LE, biển số Sài Gòn nhé, 51G. Máy 3.5, đời 2015, màu trắng, chạy 5 vạn 8 và hiện tại đang chào bán là 1 tỷ 890 triệu. Xuất hóa đơn 800 triệu nhé. Xe này đứng tên công ty. Bên cạnh mình tiếp tục là một chiếc Fortuner 7 chỗ nữa. Toàn bộ xe Fortuner thì sẽ xếp cạnh nhau hết. Chiếc này thì là biển biển Hà Nội nhá. Một chiếc xe này là biển Hà Nội. Xin lỗi anh em là xe này đã bán rồi. Thôi mình không chào giá nữa cho nó khỏi lẫn nhá. Nó là 2017 đấy. Rồi, tiếp tục rồi, lùi chút thì bắt đầu là đến toàn xe sang thôi. Xe sang này thì các bác nào có nhu cầu thì cứ ghé qua trực tiếp. Tiếp tục là một chiếc GLC nữa. Chiếc này là 2.0 màu trắng. Đấy, GLC 200 nhá. Biển Hà Nội một chủ từ đầu này, 30F35155. Đó. Xe chạy được 5 vạn rồi và hiện tại thì đang chào bán là 1 tỷ 535 triệu. Xe này em có xuất được hóa đơn nhá. Hóa đơn 748 triệu. Bên cạnh này thì khủng long bạo chúa quá rồi. Anh em nhìn phát chắc là cũng biết ngay xe gì rồi. Phải nói là đứng cạnh nhau mới thấy cái sự khác biệt. Quá tuyệt vời luôn. Nhìn thích thật. Mơ ước của tất cả mọi người đấy. Range Rover HSE nhá, biển rất đẹp này. 998-90. Anh em nào mà 90 mà chạy được con này thì thôi rồi luôn. Máy 5.0 2013, chạy được 5 vạn 8. Nhập khẩu từ Anh nhá và hiện tại đang chào bán là 3 tỷ 550 triệu. Lùi một chút thì bên phải như thường lệ là sedan VIP, còn bên trái thì sẽ là một chiếc xe bình dân hạng trung cỡ D. Đây, đi từ chiếc Mazda này lo cho anh em xem luôn này. Đây là Mazda 6 2015 màu trắng, biển rất độc, 30E97653. Xe chạy được 6 vạn rưỡi rồi và hiện tại đang chào bán là 645 triệu. Xe cá nhân chính chủ từ đầu nhá. 30E97653. Anh em nào thích 4953, những con số đặc biệt thì có thể tìm đến chiếc xe này. Để nhắc một chút về chiếc Mazda 6 thì có lẽ nó vẫn là chiếc sedan hạng D mà giá rẻ nhất, nhiều khách hàng tin tưởng nhất và cũng nhiều khách hàng trẻ tìm kiếm cái mẫu xe này nhất.
Đây, lại thêm một chiếc mẹc nữa. Hai con mẹc luôn nhá, một đen một trắng. Đây còn dòng đằng kia rất nhiều luôn. Rồi mình có thể điểm danh qua này. Đây là E200. Chiếc E200 này là màu xanh nhá. Biển rất đẹp, 07980, tiến đều tiến kép luôn này. Đấy. 2015 chạy 7,8 rồi và đang chào bán là 1 tỷ 035 triệu. Bên em có thể xuất hóa đơn được 440 triệu nhé. Một chiếc hạng E mà giá như thế này thì quá hợp lý. 1 tỷ là có sedan dành cho doanh nhân thực thụ rồi. Dòng E-Class thì vẫn là doanh nhân thực thụ mà. Đây, một chiếc xe tới từ Việt Nam, VinFast Lux SA Premium màu đỏ nhá, bản full. Biển Nghệ An các bác nhá. À đây, cho các bác show quả biển này, quá đẹp luôn. 37A61881, lộc nhất, phát phát nhất. Xe màu đỏ chạy 1.400. Nhắc lại anh em nhé, xe VinFast Lux NA siêu lướt chạy 1.400 km, đang chào bán 1 tỷ 350 triệu. Tên cá nhân một chủ, từ đầu chắc chắn là từ đầu rồi. Đây, phun hết chả thiếu gì. Súp này của Vin là cũng là một trong những sự lựa chọn rất là tốt trong cái phân khúc. Giá lại còn hợp lý và nhiều ưu đãi nữa. Anh em nào thích thì có thể lựa chọn chiếc này nhỏ hơn một chút, Mazda CX-5 2019 màu trắng bản 2.0 nhé. Biển tỉnh, chạy được có 2.6 rồi, đang chào bán là 825 triệu. 825 hơn anh em có ngay Mazda CX-5 trắng, đẹp, long lanh luôn. Lui xuống phía dưới thì tiếp tục chúng ta lại có thêm một huyền thoại nữa. Toyota Fortuner 2017 màu trắng chạy 6 vạn biển Hà Nội. Và xe này đang chào bán 915 triệu. Máy xăng một cầu nhập khẩu Indonesia. Đây, lui một chút thì mời anh em ngó qua cái hàng độc này tí. BMW X3 2016 màu đỏ 2.0 chạy 4 vạn rưỡi. Màu đẹp thật. Hiện tại chiếc xe này đang chào bán là 1 tỷ 350 triệu nhé. Xe cá nhân một chủ từ đầu. BMW X3 nhìn cái súp cỡ nhỏ. Rồi, ở đằng kia thì nếu anh em nào quan tâm ấy, mình sẽ có thêm một số các dòng xe 7 chỗ, chủ yếu bên em để hết sang bên này. Đầu tiên là Mitsubishi Xpander này. Xpander 2019 màu bạc biển tỉnh, hiện tại đang chào bán 590. Con này thì quá ngon, chạy 1.5 vạn, tên cá nhân một chủ từ đầu. Đây có Pajero Sport, anh em mà thích chuẩn súp có thể lựa chọn con này này. 2017 2.5 chạy 7.6 rồi. Và hiện tại đang chào bán là 605 triệu. Hầm hố lắm. Đây, ở bên này thì mình còn có thêm mấy chiếc này nữa. Đầu tiên là cái Hyundai Santa Fe màu bạc nhá, 2017. Biển tỉnh. Hiện tại đây là phiên bản máy dầu, chạy được 7 vạn rồi. 932 triệu. Một chiếc xe rất là giữ giá, nói là giữ giá tuyệt vời trong phân khúc luôn. Lúc nãy thì anh em vừa nhìn Kia Sirona màu đen biển công ty. Bây giờ mình có thêm Kia Sirona bản cao cấp hơn nhá. Đây là bản Gas 3.3 2016 màu trắng, chạy được 6.2 vạn. Hiện tại đang chào bán là 745 triệu. Này thì quá VIP, chạy gia đình không có gì để lăn tăn. Sirona bên trong nội thất là rộng nhất luôn. Tiếp tục Mazda 6 thì vừa nãy có con màu trắng 2015. Anh em cần đời cao hơn, màu đẹp hơn thì có thể chọn Mazda 6 Premium nhé. 2017 2.0 Premium. Biển số Sài Gòn, sang Hà Nội là không mất tiền biển đâu. Tiết kiệm được khá nhiều đấy, chạy được 7.3 và đang chào bán là 745 triệu. Bản Premium nhé, là đằng sơn xám. Ở đây ngoài chiếc mẹ đã đặt cọc ra thì anh em còn có thêm một chiếc VinFast nữa. Đây là Lux A2.0 Premium, cũng là phiên bản cao cấp nhất rồi, 2019 biển Hà Nội, màu xám, chạy được 1.8 vạn, hiện tại đang chào bán là 955 triệu. Như vậy là sự ưu ái sẽ nằm ở hai con Vin này, một chiếc là Lux SA Sedan, một chiếc là Lux A Sedan, một chiếc là Lux SA. Đây, mời anh em tổng thể của Việt Nhật. Nếu mà anh em nào có nhu cầu xem xe thì vui lòng ghé qua 89 Trần Thái Tông nhé.
call cho em Nghĩa để xem các dòng xe và giá em vừa chào bán thì sẽ có thương lượng thêm, đấy là chắc chắn rồi. Rồi cảm ơn anh em, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.